Trending video. Giải thích chuyện đêm qua hai người làm gì ở trong phòng sao? Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Mẹ không cần giải thích nữa. Những gì con chứng kiến trước mắt đã quá rõ ràng rồi. Con đang hiểu lầm mẹ con rồi. Thật sao? Vậy muốn tôi hiểu thế nào đây? Tôi phải hiểu là hai người chỉ nắm tay nhau, rồi sau đó hôn trán chút ngủ ngon như trong phim à? Chân em cũng không sưng lắm, chắc chỉ bong gân thôi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì, anh rất sẵn lòng. Để anh kiếm thứ gì đó lạnh lạnh chườm chân cho em nha. Anh à, không cần lo đâu, anh sẽ không gây ồn ào đánh thức con bé đâu. Không phải, em chỉ muốn nói rằng tối nay anh cứ ngủ lại đây đi. Như anh nói đó, đến một ngày nào đó rốt cũng phải biết sự thật. Em không muốn giấu con bé nữa. Anh dậy rồi à? Ừ. Anh nghĩ là anh nên về trước đây. Anh đang vội tới văn phòng sao? Không phải, chỉ là anh nghĩ anh nên đi trước khi con gái của em thức dậy. Vậy để em tiễn anh nha. Không cần đâu, chân của em vẫn còn đau mà. Em đừng quên chườm đá nha. Anh lo lắm đó. Vâng, gặp lại anh sau nha. Được rồi, có gì cứ gọi cho anh nha. Dạ. Chào Rốt. Chú là ai? Sao lại biết tin tôi? Mẹ con hay kể về con cho chú nghe. Mẹ sao? Chú tên Charun, là bạn của mẹ con. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy con? Sao lại hét toáng lên như thế? Mẹ quen người đàn ông này sao? Mẹ nói đi. Chuyện là chú Charun đây là bạn của mẹ. Đêm qua mẹ uống hơi quá chén nên chú ấy giúp đưa mẹ về. Lúc đó mẹ thấy cũng đã khuya rồi cho nên mẹ mới cho chú qua đêm ở đây. Mẹ đưa đàn ông về nhà ngủ sao? Rốt à, con nghe mẹ giải thích đã. Mẹ định giải thích gì nữa? Giải thích chuyện đêm qua hai người làm gì ở trong phòng sao? Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Mẹ không cần giải thích nữa. Những gì con chứng kiến trước mắt đã quá rõ ràng rồi. Con đang hiểu lầm mẹ con rồi. Thật sao? Vậy muốn tôi hiểu thế nào đây? Tôi phải hiểu là hai người chỉ nắm tay nhau, rồi sau đó hôn trán chút ngủ ngon như trong phim à? Dù tôi còn nhỏ tuổi, nhưng mà tôi không ngốc như vậy đâu. Con thật sự rất thất vọng về mẹ. Con không dám tin rằng mẹ lại làm chuyện này đó. Mẹ đưa con ra khỏi nhà của ba, để cho con phải sống cuộc sống khổ sở này đã đủ tệ lắm rồi. Bây giờ còn để cho con phải chứng kiến cảnh mẹ mang đàn ông về nhà nữa sao? Mẹ biết không, bây giờ con cực kỳ ghét mẹ đó. Rốt, Rốt nghe mẹ nói đã. Rốt, Rốt. Quanh, Quanh à, anh nghĩ là em đừng vội đuổi theo. Chân của em vẫn còn đau đó. Em phải đi nói chuyện với con, phải giải thích cho nó hiểu. Nhưng mà chân của em vẫn còn đau mà. Để anh đi nói chuyện với con bé.
Rốt, Rốt, con định đi đâu vậy Rốt? Quăng, em chờ anh ở đây, anh sẽ quay lại ngay. Rốt, dừng lại. Chú nói con dừng lại mà. Ăn nói không ra gì trước mặt mẹ mình rồi bỏ đi như vậy. Con nghĩ là mình ngầu lắm sao? Chú là ai chứ? Chẳng phải họ hàng thân thích xen vào chuyện của tôi làm gì. Chú cũng không muốn xen vào đâu. Nhưng vì chú yêu mẹ con, chú không thể đứng yên nhìn con cư xử hỗn láo với mẹ như thế được. Chú nói chú yêu mẹ tôi sao? Đúng vậy, chú yêu mẹ của con. Vừa quen biết sao có thể yêu nhau được? Ai nói bọn chú mới quen nhau? Nếu quen biết đã lâu, tại sao tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc tới chú? Vì cô ấy sợ con sẽ hành xử như thế này đây. Mẹ con biết hẹn hò với một người mới sẽ không dễ dàng gì. Vì con luôn sẵn sàng để phản đối chuyện đó, cho nên mẹ không nói gì cả. Sau đó đưa chú về nhà ngủ để giới thiệu với tôi sao? Khi con đã có thành kiến rồi, dù mẹ con có làm gì con cũng chưa từng thấy nó tốt. Đúng, tôi có thành kiến. Vì mẹ là người đẩy ba tôi ra khỏi tôi, rồi đột nhiên mẹ có tình yêu mới. Như vậy không quá đáng sao? Mẹ có từng quan tâm tới cảm xúc của tôi không? Khoan đã, còn con thì sao? Con có từng nghĩ tới cảm xúc của mẹ con không? Đó không phải là việc của chú. Đây là chuyện giữa tôi và mẹ tôi. Buông ra.